Chuyên mục những thứ đã bị lãng quên trong Super Sentai phần 4. Như chúng ta đã biết, Dai Ranger là bộ Super Sentai với những phong cách chiến đấu mang đậm chất võ thuật Trung Hoa. Tuy nhiên, Kirin Ranger lại chính là nhân vật đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử sở hữu khả năng tua ngược thời gian, một trong những năng lực cực kỳ bá đạo khi mà nó sẽ giúp cho người sử dụng có thể tìm ra được phương án chiến đấu bằng một cách thuận lợi nhất. Trong xuyên suốt cả bộ phim, năng lực này đã giúp ích cho Kirin Ranger rất nhiều và thời điểm ấy chưa hề có bất kỳ kẻ địch nào có thể phá giải được năng lực đó. Tiếc tay là ở thời điểm sau này, năng lực tua ngược thời gian của Kirin Ranger đã bị tên Basco Yolokia phá giải thành công trong tập 47 của series Gokaiger.